ái mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay lại trở lại với dự kiện Lợi Nguyên nha. Xin chào anh Lợi ơi. Xin chào bà con đang xem kênh Bonsai Lợi Nguyên. Tiếp tục hôm nay thì em làm cái clip thứ 47 để giao lưu với bà con, cũng có một số cây mặt hàng hàng bonsai và có mini có nha. Thì hôm nay thì có cây tuổi ngọc nữa nha, kiều hùng, linh sam và cần thanh. Để giao lưu thì qua số điện thoại em là 0772 8772 78 nha. Hôm nay thì ngày là 2 Tết âm lịch nha bà con. Mã số là đầu tiên mã số 1C, một cây chuỗi ngọc nha. Cái này là hàng thuộc chậu, cũng già cây lắm rồi nha, bông nó thì rất là đẹp. Đây trái nó thì màu vàng giống như cái chuỗi ngọc của mình, nó xỏ xuống luôn nha. Này về là bà con mình cắt tỉa mình vô dây thôi, rất là đẹp nha, rất là chỉnh hàng bonsai. Chiều cao này của nó là 105, tán lá rộng là 80 nha. Đây bông của nó đây, nó đang cho bông rất là dài, bông nó cũng khoảng là từ trên 2 tấc luôn nha bà con. Bông nó rất gọn là nụ nó đây đây. Vàng nụ này nó có khoảng là 40% rồi nha. Bà con xem kỹ giùm em. Đây, quay gần lại cho bà con xem đây, những nụ ở đây. Nó đang cho lên rất là gọn luôn. Đây, mỗi một cái chuỗi bông của nó là trên khoảng 2 tấc. Bông màu tím nha, khi mà nó có ngã trái xuống thì màu xanh và nó chín màu vàng rất là đẹp. Nó sẽ vàng hết cây luôn nha. Đây, cây này thì rất là tròn tài, tàn thông nha bà con. Đây, bộ đế cũng rất là đẹp luôn. Quỳnh thân đặt vị trí này em đo là 32 nha. Cái này thì một cốt lên hai thân. Đây em đo một thân này của nó nha, một thân là 14 nha bà con. Đây ngay cổ eo của nó là 32. Đây cây này bông rất đẹp nha, chuỗi ngọc, mã số 1C nha. Đây cái này em giao luôn thì cũng bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây có giá là 900.000 đồng bao ship toàn quốc, bao gồm chậu này luôn. Đây một cây chuỗi ngọc nha, cái này rất là đẹp, chỉ có một cặp một thôi. Rồi 2C. Đây, chuỗi ngọc hôm nay có một cặp thôi để giao lưu với bà con nha. Mỗi cây đều cho nụ và hoa lên hết rồi. Đây, chiều cao này của nó là 100. Cái tán rộng này của nó nha là 85. Đây, cây này có thằng mẫu tử nha. Đây, em đo một thằng lớn này thôi. Thằng lớn này của nó là 17 nha bà con. Này cùng một bể đấy ha. Đây, nó liền một bể nha. Cây cũng hàng thần chậu nha luôn nha bà con. Đây hàng này nếu bà con chốt thì qua Tết em sẽ ship cho bà con nha, tầm khoảng mùng 5, mùng 6 em sẽ gửi hàng cho bà con. Đây bà con yên tâm. Rồi 2C. Cái này em cũng giao lưu với bà con, cũng chỉ có giá là 900 ngàn thôi nha. Đây 900 ngàn em bao ship toàn quốc hết cho bà con luôn. Rất là đẹp, bông nó rất là đẹp nha bà con. Rồi 3C là một cây kiều hùng. Đây kiều hùng của nó bông cũng rất đẹp luôn, bông nó thì dễ lên nha. Hàng này thì đang cho nụ rất là sai gỗ luôn đây. Nụ đây, hàng này về tới nhà bảo đảm cho con treo bông là đều cây luôn. Cây một cốt nha. Chiều cao này của nó là 105, tán rộng là 75 nha. Đây kiều hùng, hàng này về bà con cũng cắt tỉa mình chỉnh sửa mình vô dây mình chơi được rồi nha. Mình ăn là 25. Đây 25, hoặc là mình để tàn thiên nhiên mình chơi qua rất là đẹp. Đây cây thì thần chậu thì bảo đảm sức khỏe của nó, bà con yên tâm. 3C nha. Đây, rồi 400.000 đồng bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Rồi 4C. Đây cũng là một cây, là cây này là cây nguyệt quế nó sắn bông chùm nha. Cây này là cây nhỏ thôi, nhưng mà hàng này đã thần chậu hết rồi. Đây sức sống rất là mạnh. Giờ bà con mình cắt tỉa mình chỉnh sửa chơi bonsai được rồi nha. Chiều cao là 58, tán ngang là 46 nha. Đây thân này thì có khoảng 5 thôi. Rồi 6 rồi con, thân này 6 nha. Giờ bà con mình vô dây mình bẻ ra được rồi. Đây bông nó rất là thơm nha, lá sắn bông chùm 4C. Đây rất đẹp luôn. Rồi 150.000 đồng bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Thì quế hôm nay còn có một cây luôn thôi. Đây kế tiếp thì cần thân, mã 5C. Đây lô cần thân này thì em có số lượng nhiều, giao lưu mấy hôm nay thì bà con cũng đã chốt và em đã giữ lại cây cho bà con qua năm em ship rồi nha. Đây em còn có một vài cây nữa thôi. Chiều cao là 22, chiều rộng là 37 nha. Đây cái củ này của nó rất là quái nha, củ này khoảng 20. Đây rất là đẹp luôn. Đây cây cần thân mã số 5C có giá là 200.000 đồng bao ship cho bà con luôn, đã vô dây chỉnh sửa rồi nha. Rồi đổi cây về bà con mình cũng sửa sơ lên thôi, hai chậu khác mình chơi thôi nha. Rồi 6C, cây linh sam 86 nha. Cây này thì ghép gốc song hình, đang cho qua rất là gọn luôn, là tím cây đây. 86 lên bông một cái rất là gọn nha. Chiều cao của nó là 25,
chiều rộng là 40 nha. Đây, ghép góc song hình. Thân là 13. Thân này 13 thôi, cây thần chậu hết nha. Đây, bảo đảm cho bà con luôn. Hàng thần chậu. Rồi 200 ngàn đồng thôi, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn, bao gặp chậu luôn nha. Đây, tiếp tục. Mã số 7C cũng là cây cần thân, dáng hồi đầu luôn nha. Đây, mấy cái dáng này rất là quái nha bà con. Đây, chỉnh sửa dây sẵn hết luôn. Chiều cao 28, tán rộng là 40. Đây, củ này là 19 nha. Đây, củ này 19, cây thần chậu luôn nha. Đây, mã 7C. Đây, 200 ngàn thôi, em bao ship toàn quốc luôn. Mấy mặt hàng này em sẽ đều đóng sọt hết cho bà con, cho cây bảo đảm an toàn luôn nha. Đây, cành thân, mã số 8C. Chiều cao là 20, tán rộng là 38 nha. Củ nó là 26. Đây, mã 8C cũng là cây cần thân luôn. Rồi giá hữu nghị luôn bà con luôn nha, 200 ngàn thôi nha. Đây, vô dây hết trơn này nha bà con. Đây, 200 ngàn đồng bao ship toàn quốc hết cho bà con luôn. Đây, một cây cần thân mã 9C. Cây này thì có dáng lùng lực nha. Bà con về mình chỉnh sửa sơ lên thôi nha bà con. Củ này mình khói đạt luôn ha. Đây, đã vô dây hết trơn rồi. Đây, nguyên một củ luôn. Chiều cao là 19 nha. Chiều rộng là 33. Củ này là 26 thôi. Đây, cây thường chậu. Rồi 200 ngàn, mã số 9C nha. 200 ngàn bao ship cho bà con luôn. 10C, một cây linh sam 86 luôn nha. Cây này cũng là cây gốc ghép song hình. Đây, chiều cao là 28 nha. Tán rộng là 38. Đây, thân là 14 nha bà con, cây thường chậu hết nha. Đây, mã số 10C này cũng có giá là 200 ngàn đồng luôn nha. Đây, em bao phí ship cho bà con toàn quốc hết luôn. Đây, cây kiển bonsai là nguyên bên em thì mọi phí ship bên em đều đã bao hết rồi. Bà con cứ yên tâm về cái phí ship đó nha. Rồi 11C, cây song hình ghim nha. Cây này là cây ghim, đã vô hết 2 nước dây rồi. Đây, chiều cao của nó là 50. Tán rộng cũng 50 luôn nha. Thân là 13 thôi. Cây này hơi siêu hơi. Đây, cây thành thần chậu luôn. 11C nha. Đây, rất là đẹp, rất là to luôn. Rồi, 250 ngàn đồng bao ship toàn quốc luôn, bao gồm chậu luôn. Rồi, mã số 12C là một cây khế. Đây, khế chua ghép khế siêu trái nha. Đây, trái rất là sai, rất là gỗ luôn. Đây, cây này có hình nằm rất là đẹp nha. Chiều cao của nó là 36 nha. Chiều rộng là 56. Thân thì 16 thôi. Đây, chiều hình nằm nó trên 2 tấc nha bà con. Trái đây, rất là sai. Trái bảo đảm cho bà con là ra quanh năm. Mã 12C nha. Đây, 600 ngàn đồng bao ship toàn quốc luôn, bao gồm chậu cho bà con luôn nha. Đây, một cây khế mình về trồng làm giống và trái quanh năm luôn. 13, cũng là một cây khế luôn nha. Cái này thì một cốt chính trực nha. Cái này thì gốc to. Chiều cao của nó là 43. Tán rộng là 55 nha. Đây, trái nó chùm hết trơn luôn. Rất là sai. Đây, thân là 30. Đây, gốc này 30 nha, gốc to nha bà con. Đây, giá cũng chỉ có là 650 ngàn thôi. Đây, bao ship toàn quốc luôn nha. Cái khế này về mình trồng thì mình muốn tốt thì mình thay qua cái chậu lớn hơn đỉnh đó nha bà con, cho nó đủ phân nha. Rồi, mã số 14 nha, cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Đây, 14C, cây linh sam song hình siêu bông luôn, bông qua chín thang nha bà con. Chiều cao này của nó là 36 nha. Tán rộng là 62. Hoành thân là 13 nha. Đây, cây thần chậu dáng siêu luôn. Củ này nở luôn nha bà con. Đây, giá cũng hữu nghị với bà con luôn nha. Đây, 300 ngàn đồng thôi, bao ship toàn quốc luôn, bao gặp chậu này luôn nha. Đây, rồi cuối clip em xin kính chúc bà con là đầu năm mới là an khang thịnh vượng, làm ăn được phát tài nha. Em xin cảm ơn bà con đã đăng ký kênh ủng hộ cây cảnh bonsai Lại Nguyên, và hẹn clip sau. Cảm ơn rất nhiều. Mến chào tạm biệt quý bà con và hẹn gặp lại vào những clip sau. Xin chân thành cảm ơn ạ.